chiều ngày 1 tháng 3, đại diện công an phường Vĩnh Nguyên thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, xác nhận nguồn tin ba người trong một gia đình ở địa phương này ngộ độc ốc bùn biển. Trước đó, tối ngày 27 tháng 2, bà Võ Thị A, 44 tuổi trú ở đảo Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang mua ốc của một người dân địa phương đánh bắt ở các bãi rạn trong vịnh Nha Trang để luộc ăn. Hơn 20 phút sau đó, bà A cùng hai con 15 tuổi và 7 tuổi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe với các triệu chứng buồn nôn, chân tay tê, môi cứng, nên người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Do ngộ độc nặng nên sau một ngày nhập viện, bà A tử vong trong đêm 28 tháng 2, hai người con may mắn thoát chết sau ca cấp cứu tích cực. Được biết, ngày 28 tháng 12 năm 2019, bà Nguyễn Thị T, 47 tuổi trú ở phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang cũng bị ngộ độc sau khi ăn ốc bùn biển, nhưng may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cứu sống. HTTP, Gia Choan Ketivin Sắc Khoe Khanh Hò Âm Mê Tư Vong Hai Ngu Ôi Con Thuốc Chết Trong Vương Cô, Gia Cốc Bùn Biên Tinh Tục 460350 Nguồn. HTTP, Gia Choan Ketivin Sắc Khoe Khanh Hò Âm Mê Tư Vong Hai Ngu Ôi Con Thuốc Chết Trong Vương Cô, Gia Cốc Bùn Biên Tinh Tục 460350 Less Love S. Oi.